Xa si Bít và vai thiên tài trên màn ảnh hoa ngữ, Lộc Hàm hơi lố, Dương Dương đẳng cấp, đến trùng của lại ảo tung trảo. Những lần sau hoa ngữ và vai thiên tài trên màn ảnh như Dương Dương, Lộc Hàm, Lộc Nghị, Dương Siêu Việt lại khiến khán giả ố mê. Dương Siêu Việt cũng là một trong những ngôi sao và vai thiên tài trên màn ảnh trong phim Em đến cùng mùa hè. Không phải học bá Dương Siêu Việt là một thiên tài âm nhạc, lạc thiên nhiên. Nêu Hạo Nhiên và vai Dương Hoài trong phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta là một thiên tài học trong dòng phim thanh xuân vườn trường không chỉ giỏi môn vật lý mà đến môn toán, cũng khiến cả lớp sủng bái. Trần Nguyên Hy cũng từng vào vai Thẩm Giai Nghi, một cô lớp trưởng dù không xuất trùng trong học tập, nhưng lại là học trò cưng được các thầy cô yêu quỷ trong bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Nhắc đến Trịnh Nguyên Sướng là nghĩ ngay tới Nam Thần Giang trực thụ trong phim Thơ Ngây, đã dạy kèm môn toán cho nữ chính khiến nhiều khán giả yêu thích. Sau Dương Hoài lệ đến Dư Châu Châu, do Lý Năn địch thủ vai trong phim Xin Chào ngày xưa ấy, cũng là một thần đồng toán học trên màn ảnh trong bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường. Dương Dương và vai vô đồ trong bộ phim Em là niềm kiêu hạnh của anh đầy nam tính, đồng chất của thiên tài, từ khi đi học đến khi vào làm trong ngành hàng không. Không phải học bá trình tiêu lại vào vai đồng dao, một cô nàng game thủ thiên tài nhưng lại bị chê cười vì quả lỗ so với thực tế trong phim khi em mỉm cười rất đẹp. Lộc Hàm cũng vào vai Minh Thiên, thiên tài có chỉ số thông minh cao nhất của Học viện Thể thao Chính tác nhưng lại hơi buồn cười khi trổ tài bằng cách giải bài toán Olympic lớp 5 lại được khen hết lời. Lộc Nghị cũng vào vai thiên tài nấu nướng trong phim Hương vị yêu thương, nhưng vì tai nạn mà mất vị giác. Điều lâu nhất là anh dùng máy móc gì đó để kiểm tra độ ngon của món ăn mà không cần phải nếm. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.